bộ trang phục nặng hơn 45kg đã giúp Dương Khả Trang giành được một giải phụ, đồng thời lọt vào top 25 chung cuộc. Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục, dân tộc, áo tắm, dạ hội, trang phục thể thao và trả lời ứng xử. Đại diện của Việt Nam, người mẫu Dương Khả Trang, chiến thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất và được lọt vào top 25. Trước đó, bộ trang phục của Khả Trang đã từng gây tranh cãi vì quá nặng, 45kg và cầu kỳ. Nhiều nhà thiết kế và độc giả trong nước còn cho rằng bộ trang phục không thuần Việt. Theo nguồn tin từ một khán giả Việt Nam trực tiếp ở Ba Lan, trong buổi tổng duyệt và chấm điểm trang phục dân tộc, Khả Trang bị vấp ngã, rơi mũ, cô may mắn chỉ bị thương nhẹ. Mình cũng phải có chiến lược trong cái mình sẽ tham gia những cái gì đó.